Top 1 Weibo, JD và Jennie Blackpink lộ bằng chứng chia tay. Theo Nhịp sống Việt, kể từ khi bị khui tin hẹn hò từ đầu năm 2021, hai sao đình đám nhào IG được netizen cho rằng rất tương xứng cả về địa vị, tài năng và phong cách. Tuy nhiên đến sáng hôm nay, cư dân mạng vô cùng hoang mang khi phát hiện ra tài khoản phụ của JD đã bỏ theo dõi Jennie. Đáng chú ý, tài khoản này của ông hoàng K-pop vẫn còn follow 3 thành viên khác của Blackpink. Nhiều fan cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy JD và Jennie đã chia tay. Tin tức này còn nhanh chóng leo lên vị trí nâu một mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng việc JD nhấn nút bỏ theo dõi Jennie chưa chắc đã nói lên điều gì về mối quan hệ của cả hai. Thời gian qua, có nhiều bằng chứng cho thấy JD và Jennie dường như vẫn còn đang yêu đương mặn nồng. Thế nhưng chi tiết nam thần tượng hủy theo dõi bạn gái trên mạng xã hội lại khiến dân tình vô cùng thắc mắc. Phải chăng hành động đó chỉ xuất phát từ chuyện giận hờn khi yêu đương giống như bao cặp đôi khác? Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!